chồn mốc sẽ sinh sản một năm hai lứa, mỗi lứa sẽ từ 3 cho đến 5 con. Nông thôn làm giàu, xin chào bà con. Chồn mốc hay còn gọi là cầy vòi mốc, đây là loài động vật hoang dã, đang được nhiều bà con ở khu vực miền Bắc ưa chuộng và chăn nuôi rất nhiều, với giá bán thương phẩm đang rất cao trên thị trường, mà chi phí đầu tư về chuồng trại cùng nguồn thức ăn lại rất rẻ và dễ kiếm tìm. Có thể nói, chăn nuôi chồn mốc đang giúp cho nhiều bà con thoát nghèo và có được nguồn thu nhập ổn định. Tuy nhiên, chăn nuôi động vật hoang dã nói chung hay nuôi chồn mốc nói riêng, nếu bà con không có sự tìm hiểu kỹ càng hay không chịu khó học hỏi những kinh nghiệm của những người đã chăn nuôi thành công trước đó, thì vấn đề hao hụt con giống trong chăn nuôi và ảnh hưởng đến kinh tế của bà con là không thể tránh khỏi. Vì vậy, kênh Nông Thôn Làm Giàu xin giới thiệu đến bà con anh Nguyễn Trọng Phúc, một thanh niên trẻ đến từ Hà Nội với nhiều năm kinh nghiệm từ các mô hình chăn nuôi truyền thống và nay là chăn nuôi động vật hoang dã. Hiện anh đang có cho mình một chuỗi trang trại lớn được trải dài từ Bắc vào Nam. Trong video này, anh Phúc sẽ chia sẻ cho bà con những yếu tố quan trọng trong quá trình chăm sóc chồn mốc sinh sản để giúp bà con đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Xin chào quý bà con và các bạn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Trọng Phúc. Tôi là một chủ chuỗi trang trại nuôi động vật hoang dã trải dài từ Bắc vào Nam. Hiện tại tôi có những cơ sở như sau. Cơ sở thứ nhất là xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở thứ hai xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Cơ sở 3 ở xã Chân Mộng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Và cơ sở thứ tư của tôi có địa chỉ tại Thới An Đông, Bình Thủy, Cần Thơ. Hiện tại các trang trại của tôi đang gây nuôi, bảo tồn và nhân giống các loài động vật hoang dã như chồn hương, chồn mốc hay còn gọi là cầy vòi mốc, rúi mã đào Thái Lan, rúi mốc lại Trung Quốc và con giòn. Hiện tại tôi đang đứng tại cơ sở một của tôi có địa chỉ tại là xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hôm nay tôi đứng ở đây để chia sẻ cho bà con một loài động vật hoang dã mà chi phí chuồng trại của nó thấp, chi phí thức ăn, nguồn thức ăn thì lại dễ kiếm tìm tại địa phương của mình mà lại đem lại được hiệu quả kinh tế cao cho mọi người, đó chính là con chồn mốc. Yếu tố đầu tiên, đây là yếu tố có thể nói là vô cùng quan trọng để có được chồn mốc sinh sản phát triển tốt nhất và quyết định đến 80% thành công, đó là chọn con giống. Theo anh Phúc, khi chọn chồn mốc giống, bà con cần lưu ý những đặc điểm sau đây: thân hình dài, đuôi dài, mắt sáng tinh nhanh, tứ chi phát triển đều. Để chồn mốc có thể sinh sản và phát triển tốt, giúp đem lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con, thì bà con cần lưu ý những yếu tố sau. Thứ nhất là yếu tố đầu tiên là yếu tố chọn con giống. Yếu tố chọn con giống quyết định đến 80% cái sự thành công của bà con. Việc chọn con giống như thế nào để đạt chất lượng và khỏe mạnh thì bà con tham khảo qua về cách chọn con giống của tôi. Với chồn mốc thì bà con nên ưu tiên chọn những con thân hình dài, người dài, đuôi dài, mắt sáng tinh nhanh, tứ chi phát triển đều, bộ phận sinh dục phát triển đều. Đó là những yếu tố chọn con giống then chốt để quyết định đến cái sự thành công khi chăn nuôi con chồn mốc. Trong chăn nuôi chồn mốc, một yếu tố cũng rất quan trọng và cần có sự chuẩn bị thật kỹ trước khi bà con bắt con giống về nuôi, đó chính là chuồng trại. Để có được chuồng nuôi nhốt an toàn và đúng kỹ thuật, bà con cần đảm bảo ô chuồng luôn được ấm áp vào mùa đông, thoáng mát vào mùa hè. Và bà con cũng cần lưu ý thêm, khi thiết kế chuồng trại, bà con nên hạn chế ánh sáng trong chuồng vì tập tính chồn mốc thường hoạt động vào ban đêm và ban ngày, chúng sẽ dành chủ yếu thời gian để ngủ. Còn yếu tố thứ hai đó là yếu tố về chuồng trại. Về chuồng trại cho chồn mốc thì bà con cần lưu ý là bà con thiết kế chuồng cho chồn mốc phải đạt được hai yếu tố, đó là ấm áp về mùa đông và thoáng mát về mùa hè. Và bà con nên lưu ý là khi thiết kế chuồng nuôi nhốt cho chồn mốc, bà con nên hạn chế ánh sáng. Bà con chỉ cần để ánh sáng vừa phải để chồn có thể trao đổi chất. Vì sao? Vì tập tính của con chồn mốc nó giống như con mèo, sẽ hoạt động về đêm là chủ yếu. Thời tiết ở khu vực miền Bắc và miền Trung khi vào hè, nhiệt độ sẽ tăng rất cao và nắng nóng có thể kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng. Vậy nên, theo anh Phúc, để giảm nhiệt cho chồn hương, bà con có thể lắp đặt hệ thống tưới mái hay hệ thống phun sương, hoặc bà con có thể bổ sung thêm quạt làm mát. Để khắc phục vấn đề nắng nóng trong chuồng của chồn thì bà con có thể thiết kế là hệ thống tưới mái hoặc là hệ thống phun sương. Nếu trang trại bà con có thể thoát nước tốt thì bà con có thể dùng hệ thống tưới mái, còn không thì bà con có thể chạy dàn phun sương trực tiếp vào trong chuồng của cầy, sẽ giúp cầy hạ nhiệt và giúp cầy dễ chịu hơn trong những ngày nắng nóng.
Ngoài ra bà con có thể bổ sung thêm hệ thống quạt làm mát. Quạt làm mát là giúp cho cái không khí trong chuồng cầy có thể thoáng mát hơn và dễ chịu hơn, giúp cầy có thể sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Yếu tố thứ ba, nguồn thức ăn. Đây là yếu tố rất quan trọng trong quá trình phát triển của chồn mốc. Trong đó, thức ăn của chồn sẽ bao gồm có chuối, cháo cổ gà luộc và cháo cá. Có một sự khác biệt nhỏ trong nguồn thức ăn của chồn mốc với chồn hương. Đối với chồn mốc, thức ăn của chúng sẽ chủ yếu là được nấu chín. Còn đối với chồn hương, ngoài những thức ăn chín giống như chồn mốc, thì thức ăn của loại chồn này còn có thêm cả các loại cá sống. Đối với khẩu phần ăn của chồn, anh Phúc sẽ hướng dẫn cụ thể cho bà con thời gian cho ăn và cách cho chồn mốc ăn sau đây. Còn một yếu tố quan trọng đó là nguồn thức ăn cho chồn mốc. Chồn mốc thì thức ăn chính của chồn là chuối, cháo cổ gà luộc, cháo cá. Bà con lưu ý là chồn mốc khác chồn hương ở một đặc điểm, đó là chồn mốc sẽ không ăn cá sống mà chồn mốc sẽ ăn cháo cá. Đó là cái khác biệt mà quan trọng nhất khi bà con chăn nuôi con chồn. Về khẩu phần ăn của chồn mốc thì như trang trại tôi đang làm thì bữa sáng tôi sẽ cho ăn 1 đến 2 quả chuối, còn bữa tối là bữa chính thì tôi sẽ thay đổi khẩu vị. Bữa sẽ là ăn chuối, bữa sẽ ăn cháo cổ gà, bữa ăn cổ gà luộc, bữa ăn cháo cá để giúp chồn kích thích cái vị giác của chồn và sẽ giúp chồn ăn ngon miệng hơn, sẽ giúp chồn không bị tình trạng chán ăn. Chuối, đây là thức ăn chính, được sử dụng thường xuyên trong suốt quá trình chăm sóc chồn mốc, từ lúc chồn mốc mới tập ăn đến khi trưởng thành, sinh sản và xuất bán. Tuy nhiên, không phải loại chuối nào bà con cũng có thể cho chồn mốc ăn được. Trong đó, chuối ương sẽ là sự lựa chọn hàng đầu vì loại chuối này vẫn còn chất nhựa, rất tốt cho hệ tiêu hóa của chồn. Đối với chuối cho chồn mốc thì bà con nên lựa chọn những loại chuối ương cho chồn ăn vì những chuối ương trong hàm lượng chuối ương vẫn còn chất nhựa vào trong con chồn sẽ rất tốt cho chồn. Và cái lưu ý là bà con hạn chế tối đa cái việc mình mua chuối chín, chuối ương ở ngoài chợ về. Tại vì sao? Tại vì khi bà con mua chuối ở ngoài chợ về thì có thể chuối ngoài chợ đã được các thương lái bơm tẩm hóa chất giúp chuối chín đều hơn để kịp thời vụ xuất bán. Khi bà con mua chuối đó về sẽ rất ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa của chồn, nên bà con tuyệt đối hạn chế tối đa cái việc mình mua chuối ở ngoài chợ. Bà con có thể mua những loại chuối bồn chuối xanh nhà tôi đây, bà con về để trong chuồng và để chuối tự chín sẽ đảm bảo hơn là cái việc bà con mua chuối ở ngoài chợ về. Đối với cháo cổ gà và cổ gà luộc, trước khi chế biến thành thức ăn cho chồn mốc, bà con cần vặt lông sạch sẽ, bóc hết lớp mỡ cùng với các cục tật ở cổ gà. Sau đó, bà con chặt nhỏ, rồi luộc chín để nguội và cuối cùng là cho chồn ăn. Đối với cháo cổ gà và cổ gà luộc thì bà con nên lưu ý là khi bà con mua cổ gà ngoài chợ về, bà con rửa sạch sẽ, bà con lọc những lớp da và lớp mỡ và tật ở dưới da của cổ gà đi. Bà con chỉ để lại cái phần thịt và phần xương, xong bà con tiến hành chặt khúc nhỏ cho vào luộc hoặc là bà con cho thẳng vào nồi cháo để nấu cho cầy ăn. Còn đối với cá, bà con có thể mua cá ngoài chợ, sau đó ngâm cá trong chậu nước khoảng 1 đến 2 ngày, bà con để như vậy cho đến khi cá nhả hết các chất bẩn ra. Tiếp theo, bà con sẽ bắt đầu sơ chế cá, đầu tiên là mổ và bỏ hết ruột bên trong, kế tiếp là lọc hết xương cứng và xương nhọn, cuối cùng là cắt nhỏ từng miếng và cho vào luộc hoặc nấu cháo. Còn với cháo cá thì bà con nên lựa chọn những con cá sạch. Nếu trong trường hợp bà con phải mua cá ở ngoài chợ về thì bà con có thể ngâm nó với nước trong vòng 1 đến 2 ngày rồi bà con tiến hành mổ sạch sẽ. Bà con loại bỏ những cái xương cứng như là xương đầu, xương sống, xương mang đối với chồn nhỏ. Còn chồn to thì bà con loại bỏ những xương nhọn để sao để trong cái hàm lượng cá, xương cá vẫn có canxi. Đối với chồn nhỏ thì bà con có thể loại bỏ những cái xương nhọn đi. Sẽ tốt cho chồn hơn. Trong quá trình ghép đôi giao phối chồn mốc, bà con cần phải nắm được những biểu hiện chồn cái lên giống để tránh bỏ qua mất thời điểm tốt nhất. Chồn cái và chồn được giao phối, chồn cái sẽ có những biểu hiện như hay đi lại trong chuồng, hai chân sau, lê lên sàn chuồng. Sau khi đã rõ ràng những biểu hiện trên, lúc này bà con sẽ tiến hành thả chồn đực vào để ghép đôi giao phối. Sau từ 3 đến 10 ngày, nếu thấy chồn cái và chồn đực cắn nhau, bà con nên tách chồn đực ra. Đến ngày hôm sau, sẽ lại thả chồn đực vào để tiếp tục ghép giao phối. Còn về biểu hiện lên giống của chồn mốc thì bà con quan sát khi nào chồn có những biểu hiện sau đây: hay đi lại trong chuồng,
hai chân sau sẽ lê lên mặt sàn chuồng, bộ phận sinh dục nở ra, thì đó là biểu hiện lên giống của chuồn mốc. Khi có những biểu hiện đó thì bà con tiến hành thả chuồn lực vào và bà con quan sát trong vòng từ 3 cho đến 10 ngày. Nếu vừa thả vào, chuồn lực và chuồn cái có tình trạng cắn nhau thì bà con tạm thời tách riêng hai con ra để ngày hôm sau bà con tiếp tục thả vào và bà con quan sát. Khi mà ti của chuồn cái có tình trạng đỏ và bụng sẽ to lên thì đó là biểu hiện lên giống thành công. Thời gian chuồn mốc mang bầu sẽ kéo dài từ 58 đến 60 ngày. Trong khi chờ chồn sinh con, bà con nên chuẩn bị trước một cái ổ nhỏ. Cái ổ nhỏ này, bà con có thể sử dụng sọt hoa quả cũ hoặc bà con cũng có thể đóng sọt bằng các mảnh gỗ nhỏ. Anh Phúc muốn lưu ý thêm với bà con, trong thời gian chăm sóc chồn mốc mang bầu và chồn mốc sinh con, bà con nên hạn chế người lạ ra vào dòm ngó, tránh để cho chồn mẹ bị stress, dễ dẫn tới tình trạng cắn con. Thời gian chồn mốc mang bầu sẽ dao động từ 58 cho đến 60 ngày. Trong thời gian mang bầu thì bà con nên chuẩn bị cho chồn một cái ổ nhỏ. Bà con có thể tận dụng bằng những cái sọt hoa quả hoặc là bà con sẽ đóng những cái hộp gỗ. Nếu cái sọt hoa quả có chiều cao thì bà con nên cắt bớt đi, bà con nên để lại. Cái sọt có chiều cao khoảng 15 đến 20 phân sẽ tích hợp để cho chồn mốc con sau này sẽ ăn uống và đi lại. Và cũng tích hợp cho chồn mẹ trong tình trạng mà chồn có thể mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi thì chồn có thể đi lên ra khỏi khu vực đó để chồn nghỉ ngơi. Và một điều lưu ý rất là quan trọng, khi chồn có biểu hiện mang thai hoặc chồn đang cho con bú thì bà con tuyệt đối không nên cho người lạ vào tham quan khu vực chồn đang mang thai và cho con bú, vì sẽ dẫn đến tình trạng là chồn mẹ sẽ bị hoảng và sẽ bị stress. Khi chăm sóc chồn mốc mang bầu, bà con cần bổ sung thêm nhiều vitamin và các dưỡng chất, như vậy sau khi chồn con được sinh ra, chồn mẹ sẽ có đủ sữa để cho chồn con bú. Khi thời điểm mà chồn mốc đã mang bầu thì bà con cần bổ sung nhiều vitamin và dưỡng chất cho chồn mốc mẹ, để sau này khi chồn mốc con được sinh ra, chồn mẹ có đủ sữa để chăm con. Bổ sung như nào thì như nhà tôi đang làm, sẽ một tuần sẽ bổ sung đến 2 lần trứng vịt lộn và bổ sung thêm một số những cái canxi tổng hợp để giúp cho chồn có đầy đủ lượng canxi và dưỡng chất để nuôi con nhỏ. Vậy là sau những chia sẻ về các yếu tố quan trọng khi chăm sóc chồn mốc của anh Phúc, chắc bà con đã có thể nắm được phần nào về quá trình chăn nuôi loài động vật hoang dã này. Để có thể biết thêm được những kiến thức chuyên sâu hơn về các kỹ thuật nuôi chồn, bà con hãy liên hệ ngay cho anh Phúc qua số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình, hoặc bà con có thể trực tiếp đến tham quan một trong những trang trại lớn của anh Phúc ở khu vực miền Bắc, có địa chỉ tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Trong trường hợp bà con mua chồn mốc tại trang trại của anh Phúc sẽ cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý, chính sách bảo hành và hợp đồng bao tiêu chồn thương phẩm lên đến 10 năm. Như vậy bà con đã có thể yên tâm hơn khi chăn nuôi. Đó là những chia sẻ thực tế của tôi về cách chăn nuôi và chăm sóc con chuồn mốc sao cho đạt được hiệu quả kinh tế cao mà lại giảm thiểu tối đa cái sự hao hụt cho bà con. Nếu bà con còn những điều gì thắc mắc về loài vật này, bà con có thể liên hệ trực tiếp với tôi hoặc đến trực tiếp cơ sở của tôi để tôi có thể chia sẻ thêm những kiến thức và kinh nghiệm khi chăn nuôi chuồn mốc. Ngoài ra, trang trại tôi còn có chế độ bảo hành cũng như là hợp đồng bao tiêu cho bà con lên đến 10 năm để bà con yên tâm chăn nuôi. Cuối cùng, qua video này, anh Phúc mong muốn bà con cần kiên nhẫn và chịu khó học hỏi những kinh nghiệm của những người chăn nuôi thành công trước đó. Nông thôn làm giàu, xin chúc bà con thành công.